Hoa hậu Lương Thùy Linh lần đầu bật mí về top 3 ngành nghề xu hướng trong tương lai 2006 nhất định không được bỏ lỡ. Những ngành nào là xu hướng của tương lai? Đối với Linh thì Linh nghĩ là trong tương lai vẫn sẽ là những cái ngành ví dụ như là liên quan đến sức khỏe con người, như là y khoa hay là điều dưỡng. Kinh tế cũng là một cái xương sống của cuộc sống của chúng ta, nên là những ngành liên quan đến kinh tế ví dụ là quản trị kinh doanh hay là tài chính ngân hàng, các ngành liên quan đến kinh tế Linh nghĩ vẫn tiếp tục sẽ cần rất là nhiều nguồn nhân lực lớn để phục vụ cho xã hội. Bên cạnh đấy thì cũng có những cái ngành khá là theo xu hướng, ví dụ như là công nghệ thông tin và đặc biệt là ngành bán dẫn. Đối với bản thân Linh thì thực ra là Linh không thích cho lời khuyên lắm, tại vì khi mà mình cho lời khuyên cho người khác, Linh có cảm giác như là lỡ đâu các bạn mà quá đi theo lời khuyên của mình mà các bạn đánh mất những trải nghiệm riêng của các bạn thì sao. Nên là Linh mong là các bạn sẽ có chính kiến riêng của mình, sẽ tìm cho mình được một ngành học mà các bạn thứ nhất là cảm thấy thoải mái nhất, cảm thấy phù hợp nhất với các bạn. Sẽ không có ngành học nào đúng, ngành học nào sai cả, mà sẽ chỉ có ngành học phù hợp nhất với cá tính của các bạn thôi. Nên là Linh mong các bạn cũng như là các bậc phụ huynh sẽ không quá áp lực về cái chuyện học ngành nào, vì Linh thấy là kiến thức nào cũng sẽ là kiến thức, nó cũng sẽ giúp ích cho mình một phần nào đó trong cuộc sống. Nên là học gì cũng sẽ trở thành cái nguồn đầu tư mà không bao giờ lỗ của bản thân mình. Nên là mong các bạn hãy cứ relax thôi, có khi lại càng căng thẳng lại càng khó để có thể chọn hơn. Chúc cho các bạn sĩ tử và các bậc phụ huynh sẽ chọn cho mình được một cái ngành học phù hợp nhất với các bạn.